Năm 2022, tình hình quốc tế và khu vực có nhiều biến động phức tạp khó lường, chưa từng có tiền lệ và vượt ra ngoài các kịch bản dự báo. Trong bối cảnh đó, Việt Nam lại được đánh giá là thể hiện được những bước chuyển mình vượt bậc trong các lĩnh vực, nhất là công tác đối ngoại. Tận dụng được bối cảnh các nước đều đã cơ bản khống chế đại dịch và dỡ bỏ biện pháp hạn chế, Việt Nam đã tích cực thể hiện mình trên các diễn đàn khu vực, diễn đàn đa phương và trên thế giới, tạo nên những dấu ấn ấn tượng cho đối ngoại năm 2022. Hình ảnh Trung Quốc trải thảm đỏ đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngay sau Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 20 đã trở thành một trong những hình ảnh ấn tượng thu hút sự quan tâm của thế giới. Điều này đã thể hiện được vị thế của Việt Nam, đồng thời mối quan hệ chặt chẽ của đất nước với các nước láng giềng. Chuyến thăm của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam nhận được sự quan tâm rất lớn của báo chí và dư luận Trung Quốc trong những ngày qua, không chỉ làm sâu sắc sự tin cậy chiến lược giữa hai đảng, hai nước, làm phong phú thêm nội hàm của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-Việt Nam, mà còn có lợi cho việc tăng cường sự tin cậy chính trị giữa Trung Quốc và ASEAN, góp phần duy trì hòa bình, ổn định của khu vực. Năm 2022 cũng ghi nhận vai trò tham gia chủ động, tích cực của Việt Nam trong các cơ chế đa phương liên quan đến quyền con người, đặc biệt với tư cách là thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Chúng ta phải nhìn nhận, tức là chúng ta là cái nước duy nhất được các nước ASEAN và các nước cộng đồng pháp ngữ giới thiệu. Và khi mà chúng ta vào Hội đồng Liên Hợp Quốc, chúng ta được cái phiếu rất là cao. Cái việc mà Việt Nam vào cái Hội đồng Nhân quyền ấy, thì Việt Nam sẽ có cái cơ hội để đóng góp tốt hơn cho cái công tác nhân quyền của Liên Hợp Quốc, hoàn thiện những cái hoạt động của các Ủy ban Nhân quyền của Liên Hợp Quốc. Đây chỉ là hai trong số những sự kiện đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ của Việt Nam với các đối tác trên thế giới, ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, tăng cường tin cậy chính trị, đan xen lợi ích, nhất là với các nước láng giềng, bạn bè truyền thống, đối tác chiến lược, đối tác toàn diện. Trong đa phương, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, lãnh đạo các bộ, ban ngành của ta đã tham gia nhiều hoạt động, sự kiện đa phương nổi bật của khu vực và thế giới, đóng góp tích cực và có trách nhiệm vào công việc chung của cộng đồng quốc tế. Các chuyến công tác đã góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ đối ngoại, củng cố niềm tin của bạn bè, đối tác quốc tế và nhân dân trong nước, kiều bào ta ở nước ngoài về chủ trương, đường lối, chính sách và tương lai phát triển của Việt Nam, góp phần thực hiện thành công đường lối đối ngoại và nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Một cái dấu ấn rất là tích cực trong cái hoạt động đối ngoại của ta năm 2022 đó là do cái việc mở cửa, hoạt động trở lại, đối ngoại toàn diện của chúng ta cũng được thúc đẩy. Đó là tôi muốn nói đến đối ngoại Đảng, đối ngoại Quốc hội, đối ngoại nhân dân đã quay trở lại và song hành cùng với lại ngoại giao nhà nước một cách tích cực. Qua cái trao đổi trực tiếp thì cái sự tin cậy, cái sự hiểu biết và cái hiệu quả trong cái hợp tác cũng được nâng lên một cách rõ rệt. Sau 35 năm đổi mới, đất nước đã có thế và lực, uy tín và tiềm năng chưa từng có trong lịch sử. Quy mô và sức cạnh tranh của nền kinh tế được nâng lên, chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được giữ vững, quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Kết quả đạt được sau 35 năm đổi mới chính là tiền đề và cơ sở vững chắc để Việt Nam tiếp tục phát triển theo con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Đại hội 13 của Đảng đã khẳng định rõ nguyên tắc đối ngoại là bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác cùng có lợi. Và trong bối cảnh đầy biến động như hiện nay, Việt Nam hơn lúc nào hết vẫn giữ vững được tôn chỉ và biến thành động lực đưa đất nước vượt qua những thách thức, nâng tầm vị thế đất nước trên trường quốc tế. Năm 2022 vừa qua đi, với nhiều biến động to lớn chưa từng có, với hệ lụy và tác động đa chiều, đa lĩnh vực, ở tầm toàn cầu và kéo dài trong nhiều năm. Kinh tế thế giới rơi vào suy thoái, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn quyết liệt chưa từng có kể từ sau chiến tranh lạnh. Những biến động phức tạp và đa chiều của tình hình thế giới, khu vực năm 2022 đã và đang tác động sâu sắc đến môi trường hòa bình, an ninh, phát triển của Việt Nam, đặt ra những thách thức, cơ hội đan xen. Năm 2022 này chúng ta cũng có đưa ra một cái khái niệm mà dựa trên cái kinh nghiệm mà của đất nước chúng ta. Đấy là cái khái niệm mà ngoại giao cây tre của Việt Nam ấy. Cơ bản của nó là cái gốc là nó phải vững. Đấy là cái lập trường nhất quán kiên định
toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền quốc gia, chúng ta giữ vững được cái gốc của cây tre, và để chúng ta ứng biến ở cái phần ngọn, chúng ta xác định cái đường lối đối ngoại của chúng ta, chúng ta làm bạn với tất cả các nước trên thế giới, chúng ta lên án cái việc sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế, chúng ta ủng hộ việc giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế. Trong bối cảnh môi trường quốc tế khu vực có nhiều bất ổn, công tác đối ngoại được triển khai chủ động, tích cực, linh hoạt, sáng tạo, góp phần giữ đà và thúc đẩy quan hệ với các đối tác, nâng cao vị thế của Việt Nam trong tình hình mới, đóng góp quan trọng vào việc thực hiện thành công đường lối đối ngoại của Đại hội 13 của Đảng và củng cố môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thì chúng ta muốn gửi đến các bạn một cái thông điệp là về cái hình ảnh đất nước con người Việt Nam, về cái đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa. Và Việt Nam là muốn làm bạn với tất cả các cái nước, các cái đối tác đấy. Và trên cơ sở đấy là không can thiệp vào công việc nội bộ, rồi trên cơ sở tôn trọng độc lập tự chủ. Trật tự thế giới hiện nay tiếp tục chuyển động phức tạp, đang dần định hình sang trật tự đa cực, đa trung tâm, với sự tham gia sâu rộng của các chủ thể khác nhau. Ở đó, vai trò trung tâm của châu Á, Thái Bình Dương và Đông Nam Á, ASEAN ngày càng được khẳng định. Xu hướng định hình trật tự thế giới mới được dự báo có tác động sâu sắc đến tình hình thế giới, khu vực và hệ thống quốc tế. Trong bối cảnh đó, ngành ngoại giao sẽ phải tiếp tục đi tiên phong trong tạo lập, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước. Và chắc chắn sẽ có thêm những dấu mốc mới, thành tựu đối ngoại mới được Việt Nam ghi dấu trong năm 2023.